đây đất thưa khổ cằn, miền quê khó khăn, cách xa thần đồ. Thầy về nơi đây được mấy năm rồi, trong đêm hiu hắt không bóng người qua. Từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình, cùng bao tháng năm sống trong lặng yên. Hoàng truyền Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng. Hôm nay tỉnh Tháp Quan Âm chúng con long trọng tổ chức ngày lễ tất niên, cũng là ngày mừng kỷ niệm 20 năm ngày tỉnh Tháp Quan Thế Âm thành lập. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh chư tôn đức đại từ đại bi Quang Lâm pháp hội chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi hứa khả nạp thọ, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức đại từ đại bi khởi thân Quang Lâm pháp hội. Nam mô A Di Đà Phật. Đường dài phía trước, hãy bền tâm vững bước đi qua. Dù lắm phong ba, vẫn mong thầy không nản lòng. Để ngày mai chúng con được thấy trên nơi đây thêm bao đổi thay. Niềm tin vững chãi, vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bên những cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi. Nắng lẻ loi một mình, cùng bao tháng năm sống trong lặng yên. Hoằng truyền Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Đường dài phía trước, hãy bền tâm vững bước đi qua. Dù lắm phong ba, vẫn mong thầy không nản lòng. Để ngày mai chúng con được thấy trên nơi đây thêm bao đổi thay. Niềm tin vững chãi, vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống bình yên cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi. Qua bao năm giờ đây cây xanh phủ kín con đồi, đêm đêm lắng nghe biển hát xa xao như lời kinh thiêng. Để ngày mai chúng con được thay trên nơi đây thêm bao đổi thay. Niềm tin vững chãi, vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc
sống đơn sơ vẫn luôn bình yên cõi lòng, nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi. Nhìn trời xanh nắng lên ngày mới phơi phới con tim, nở môi cười thắm tươi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Chứng minh cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, mỗi năm đông đến xuân sang thì hoa mai đua sắc thắm để chào đón nàng xuân, mặc cho gió đông có khe khắc. Ngoài những gốc thông già ra còn có những cây tùng, cây bách và một mái chùa vẫn sừng sững với gió sương, ung dung với giá lạnh, chịu đựng với bao gian khổ khó khăn. Thời gian thấm thoát đã 20 năm. Nhớ ngày nào chỉ thấy hình bóng của một sư thầy đang cặm cụi chăm mẹ nuôi cha trong một mái chùa đơn sơ nằm dưới chân núi voi hẻo lánh. Ấy giờ mà mái chùa đơn sơ đó đã che chở và cô mang cho hàng ngàn người có chí nguyện vãng sanh, quyết một đời được đặt chân lên đất của Như Lai. Thấp thoáng đâu đây một mái chùa, bao năm vẫn đứng dưới đồi thông, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Hôm nay ngày 5 tháng 1 nhằm ngày 11 tháng 12 năm Kỷ Hợi, hòa trong không khí thanh tịnh trang nghiêm thấm tình đạo vị dưới ánh từ quang của chư Phật, trong tinh thần đại hoan hỷ, đại hòa hợp, được sự chứng minh của ân sư thượng giác hạ nhàn, Tịnh Thất Quan Âm cùng toàn thể gia đình các quý Phật tử long trọng tổ chức buổi lễ Tết Niên nhằm kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tịnh Thất Quan Âm, cũng như thiết lễ cúng dường trai tăng nhân ngày tuần thất của thân phụ chú Nhuận Hiền là hương linh Nguyễn Đình Bang pháp danh Diệu Âm Thiện Hạnh, cũng như ngày húy kỵ của thân mẫu cô Giáng Hương, hương linh Nguyễn Thị Nguyệt pháp danh Bình An, và thiết lễ trai đàn cúng đại thí thực kỳ siêu bậc độ cho chư hương linh vong linh siêu sanh lạc quốc, cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng ngày hôm nay. Về phía thành phần tham dự, chúng con xin được đê đầu cung kính đảnh lễ giới thiệu
về tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu, chúng con xin được thành tâm đê đầu cung kính đảnh lễ giới thiệu Thượng Tọa Thượng Thiện Hạ Thành, trụ trì chùa Kim Tiên, Châu Đốc, An Giang có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng con xin được cung kính đê đầu đảnh lễ giới thiệu Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng con xin được cung kính đê đầu đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Trí Thạnh là em ruột của Ân Sư có về tham dự và chứng minh trong buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng con xin được đê đầu cung kính đảnh lễ giới thiệu Chư Tôn Đức Tăng Ni trú xứ tại các chùa, tịnh viện, tịnh xá, niệm Phật đường, vân vân cũng có về đây tham dự và chứng minh trong buổi đại lễ sáng hôm nay. Không thể thiếu thành phần rất quan trọng ngày hôm nay, chúng con xin được thành kính giới thiệu hiện diện quý Phật tử gần xa khắp tỉnh thành trong và ngoài nước có về tham dự trong buổi đại lễ sáng hôm nay. Kính bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, khéo khen thiên tạo nơi đây, nào chuông nào mỏ khánh này ngân vang, chùa thiên lấp lánh ánh vàng, ngân nga từng nhịp âm vang di đà, để ôn lại những kỷ niệm trong suốt một chặng đường khá dài, kể từ ngày xây dựng lên ngôi nhà chung mang tên Quan Âm Tịnh Thất, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Minh dâng lên lời tác bạch. Chúng con thành tín cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, ngưỡng bái bạch Ân Sư tôn kính, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu. Hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ, vạn vật hân hoan tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Gió thổi mơ mang dịu dịu, muôn hoa đua nở, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của núi rừng, để chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Lại một năm nữa đã trôi qua, để lại bao nỗi biến thiên thăng trầm của kiếp nhân sinh. Vạn vật cứ vần xoay theo định luật vô thường, xuân hạ thu đông, bốn mùa mãi luân chuyển nối tiếp. Mùa xuân của đất trời một lần nữa lại trở về, mang theo hương xuân tinh khiết, làm vơi đi bao nỗi ưu tư muộn phiền trong nhịp sống đời thường, đem lại cho bao người niềm hạnh phúc an vui. Hòa chung không khí thiêng liêng mang mát của đất trời, nhân ngày lễ tất niên hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Tịnh Thất Quán Thế Âm, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng và chư liên hữu, chí thành dâng lời kính nguyện tôn sư, kính chúc người luôn dồi dào sức khỏe, tuệ đăng thường chiếu, trí tánh thường minh và thân tâm thường lạc. Kính bạch Ân Sư tôn kính của chúng con, thấm thoát mà Ân Sư đến đây đã hơn 20 năm. Người bắt đầu đặt chân lên núi Voi vào năm 2000 và thành lập Tịnh Thất Quán Thế Âm. Lúc đó tâm nguyện của Ân Sư thành lập Tịnh Thất để đón song thân về hiếu dưỡng. Sau đó ba mẹ của Ân Sư đã được cung thỉnh về Tịnh Thất để chăm sóc, tu tập. Lúc cuối đời, ba mẹ của Ân Sư đã nhẹ nhàng xả bỏ báo thân giả huyễn này mà sanh về nơi tịnh cảnh. Thời gian đầu việc thành lập pháp hội gặp nhiều khó khăn, lúc đó nơi đây khung cảnh vô cùng hoang vắng, đồi núi rậm rạp ít người biết đến, thỉnh thoảng xuất hiện thú rừng, heo rừng đi lại, cuộc sống rất khó khăn, vất vả, thiếu thốn mọi bề, nhiều khi không có gạo để ăn.
Nhưng nhờ chư Phật Bồ Tát gia trì, ân sư được gặp lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Ngài nói ở nhà niệm Phật sẽ có chư Phật Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp gia hộ lo cho. Vì thế từ năm 2007, ân sư vâng theo lời chỉ dạy của lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Người bắt đầu ở một chỗ chuyên tu chuyên hành pháp môn tịnh độ. Ân sư đã mở pháp hội niệm Phật A Di Đà, hướng dẫn đại chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà. Và đặc biệt vào năm 2008, ân sư đã thành lập phòng vãng sanh để trợ niệm giúp cho những người lúc lâm chung ra đi nhẹ nhàng thanh thản trong câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà, chân thật giúp cho họ thoát khỏi tam ác đạo để sanh về cõi lành. Khắp nơi trong và ngoài nước, các cụ già và các chú trẻ cảm nhận được sự lợi lạc của phương pháp tu học này nên xin về đây thường trụ rất đông. Thời điểm đông nhất là hơn 800 cụ già và hơn 300 chú. Những người thường trụ được ân sư lo lắng chu đáo, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ cũng như việc thuốc men khi đau ốm. Nhờ thế mà việc sinh hoạt tu tập tại đây luôn thoải mái, nhẹ nhàng và an lạc. Ân sư cũng thường đi hoằng pháp ở hải ngoại và các tỉnh thành trong nước, mở nhiều đợt phóng sanh ở các tỉnh miền Tây, được nhiều người tham dự và hưởng ứng. Ân sư thường khích lệ mọi người ăn chay phóng sanh để tiêu nghiệp tăng phước, từ đó có thêm phần trợ hạnh cho việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Với phong cách diễn giảng quyết đoán, hùng hồn nhưng chân thành mộc mạc, đôi khi có chút khôi hài, tế nhị, làm cho người nghe thêm hứng thú và hoan hỷ. Ân sư đặc biệt có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong việc hoằng pháp lợi sanh, ân sư thường được Ngài âm thầm gia hộ. Những lễ vía Quan Âm, người tổ chức đảnh lễ Ngũ Bách Danh đều được thành công viên mãn. 12 lần tổ chức lễ vía Quan Âm ở chùa Đại Tòng Lâm đã thu hút hàng chục ngàn người về tham dự. Vào năm 2018, noi theo gương của Đại sư Ấn Quang, ân sư bắt đầu tự hành hóa tha, đem những tinh hoa trong văn sao của tổ sư Ấn Quang giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, truyền đạt lại cho tất cả mọi người và noi gương lão Phật gia Ấn Quang Đại sư mở rộng việc pháp thí, ấn tống nhiều kinh sách như Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, Ấn Quang Văn Sao Tam Biên, Ấn Quang Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Tiết Dục, Gia Ngôn Lục, Tinh Hoa Lục và làm những máy như MP3 v.v. rộng kết pháp duyên thù thắng bất khả tư nghì của bộ văn sao để biếu tặng cho Phật tử trong và ngoài nước. Nhiều người nhờ xem sách và đĩa giảng của ân sư mà nhiều gia đình thay đổi, vợ chồng con cái hòa thuận cung kính lẫn nhau, cuộc sống trở nên vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Sau đó ân sư đề xướng mở lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy để thường nhắc nhở bậc phụ huynh và con em trẻ nên giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, tuân theo bát đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, dùng đó làm căn bản đức hạnh, rồi tiếp đó là tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nhờ có ân sư mà chúng con được học những bài học về luân lý, đạo đức và nhân quả. Chúng con vô cùng cảm ơn người,
đã nghĩ đến tương lai của những thế hệ mai sau mà mở ra lớp học này. Đây là việc làm cho thế hệ trẻ tìm lại được tánh nhân chi sơ, tánh bổn thiện, vun bồi đức hạnh, khôi phục lại nền luân lý đạo đức, để biết hiếu kính ông bà cha mẹ, tôn thờ tổ tiên và báo ơn tổ quốc. Ôi ơn đức này sâu dày vô lượng, chúng con không biết nói lời gì đây để diễn tả lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với công lao giáo hóa của Người. Chúng con nguyện đem những gì mình hiểu biết chia sẻ cho tất cả mọi người để đền đáp thâm ân dạy dỗ của ân sư trong muôn một. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu, trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, đôi khi ân sư gặp phải những chướng duyên, nhưng Người vẫn kham nhẫn vượt qua và sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Người xem những khó khăn đó là điều kiện để nâng cao cảnh giới và nâng cao đức hạnh của mình. Cả đời thuyết pháp, ân sư chính là người hoằng dương giáo dục của Phật Đà, khiến chánh pháp được truyền đi bốn phương, giúp cho các kiều bào xa quê hương và toàn thể chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa, Phật pháp trường tồn và hưng thịnh là do tăng đoàn hòa hợp và đàn việc pháp tâm. Vì vậy, tỉnh thất Quán Thế Âm tồn tại và phát triển bền vững đến ngày hôm nay cũng do tăng chúng và Phật tử áp dụng văn sao, áp dụng giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, Ấn Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục của Tổ sư Ấn Quang, thực hành pháp thí qua Internet, máy MP3, máy MP4, theo đường lối pháp thí miễn phí của ân sư Thượng Tịnh Hạ Không, cũng như Phật sự xây dựng nuôi các cụ và tăng chúng cũng tùy duyên, có ít thì làm ít, có nhiều thì làm nhiều, không có thì không làm. Đó là tiêu chí và đường lối của Tổ sư Ấn Quang và cũng là của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Tâm nguyện của tỉnh thất Quán Thế Âm là lo cho người sống một lối sống lành mạnh, ổn định hài hòa và đối nhân xử thế giữa người với người sao cho hợp với luân thường, hợp với luân lý và đạo đức, để trở thành một thiện nhân, một hiền nhân, một thánh nhân, và mục tiêu là để vãng sanh cực lạc ngay trong một đời này. Hơn nữa, Tổ sư Ấn Quang đời xuống mà ân sư hay giảng thuyết những ngày tổ chức cộng tu chủ nhật là luân thường, là bổn phận, là chân thành, là cung kính, là cách vật, là trí tri, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, là trị quốc, là bình thiên hạ. Đây là những ngôn từ khuôn vàng thước ngọc của Tổ sư Ấn Quang, giúp cho những ai muốn làm một con người hiền thiện, từ con người hiền thiện niệm Phật mới được vãng sanh cực lạc, vì tâm hợp với Phật. Còn nếu làm trái lại thì tâm đã ngăn cách với Phật, người này niệm Phật không được vãng sanh cực lạc. Kính thưa chư vị liên hữu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sở dĩ tỉnh thất Quán Thế Âm tồn tại phát triển là do quý thầy, quý chú, quý cụ và Phật tử chung tay với ân sư, kẻ ra của, người bỏ công, nên tỉnh thất mới có ngày hôm nay. Chúng con thành thật ghi nhận tấm lòng vì pháp quên mình của toàn thể đại chúng, và vì để thọ mạng Phật pháp kéo dài mà quý Phật tử không ngại phát tâm bố thí cúng dường, con xin thay mặt cho tăng chúng xin thành tâm tán thán quý liên hữu và tùy hỷ công đức của quý vị. Nhờ cái nhân này mà gia đình quý vị được tăng phước, tăng thọ và tăng trưởng bồ đề tâm, sống dự vào bậc thánh hiền, chết được vãng sanh cực lạc. Và giờ này, nơi đại hùng bửu điện, khói hương trầm nhẹ tỏa, hòa cùng màu huỳnh y rực rỡ của chư tôn đức,
Pháp hội đã trang nghiêm thanh tịnh và Phật tử đang lắng lòng trong chánh niệm, chờ đợi dòng sữa pháp ngọt ngào của ân sư sắp lưu diễn. Chúng con không biết nói như thế nào để tỏ hết lòng cảm ơn của chúng con đối với người. Nhân ngày lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tịnh Thất Quán Thế Âm, chúng con xin thay mặt cho toàn thể chư liên hữu thành kính đốt nén tâm hương, nghiêng mình dưới đài sen, nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ân sư pháp khề thể được vô lượng khinh an, tuệ đăng thường chiếu là dòng suối cam lồ rửa sạch những phiền não khổ đau của chúng con, và kính mong người thường trụ thế gian lâu dài để mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là con thuyền thanh lương ngay trong đời này, đưa chúng con và tất cả chúng sanh vượt biển khổ trùng dương trở lại quê hương Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tuyến qua mạng Internet, cùng tất cả chư vị liên hữu đồng tu thân tâm thường lạc, trí tánh thường minh, lão thật niệm Phật để một đời này cầu sanh cực lạc, và kính chúc mọi người hưởng một mùa xuân mới tràn đầy an lạc thanh tịnh. Và chúng con cũng nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho thế giới được hòa bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Cuối cùng, chúng con kính chúc mọi hành giả tịnh độ vâng theo lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, đừng làm các điều ác, tuổi nào cũng bình an, siêng làm các điều lành, năm nào cũng như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Vừa rồi là lời tác bạch đầy chân tình và mộc mạc của Đại Đức Thích Nhuận Minh. Chúng con xin quý vị cho một tràng vỗ tay nữa nè, để tùy thủ công đức của Thầy. Ngày hôm nay có một số gia đình quý Phật tử, gia đình chú Nhuận Hiền, gia đình cô Giáng Hương, gia đình cô Diệu Tính, cô Diệu Hồng, cô Nga Tần, cô Võ Thị Phúc cùng một số gia đình các quý Phật tử khác phát tâm cúng dường tre tăng. Và bây giờ chúng con xin kính mời chú Nhuận Hiền cùng đại diện gia đình các quý Phật tử dâng lên lời tác bạch. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 2020, nhằm ngày 11 tháng 12 năm Kỷ Hợi, là ngày lễ tất niên được tổ chức tại Tịnh Thất Quán Thế Âm, trước đại hùng bửu điện trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh. Con là Nhuận Hiền, xin thay mặt cho gia đình và các Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ân sư tôn kính, năm Kỷ Hợi chuẩn bị trôi qua, đây là năm có nhiều hoạt động Phật sự được tổ chức tại Tịnh Thất Quán Thế Âm. Mỗi hoạt động Phật sự đều kèm theo những lời pháp âm của ân sư, đem lại sự lợi lạc cho Phật tử khắp xa gần. Đại chúng thường trụ chúng con cũng được nhiều lợi ích. Nhân dịp năm hết Tết đến, được sự cho phép của ân sư, gia đình chúng con cùng gia đình cô Giáng Hương, gia đình cô Hợp, gia đình cô Liên Minh, gia đình cô Diệu Tín, gia đình cô Diệp và gia đình một số Phật tử cùng tổ chức buổi lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức cho thân phụ của chúng con là hương linh Nguyễn Đình Ban, pháp danh Thiện Hạnh, và hồi hướng cho thân mẫu của cô Lê Thị Giáng Hương là hương linh Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Bình An,
hồi hướng cho giác linh tỳ kheo thích nhận hưởng, đồng thời cùng hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tốc xả mê độ, siêu sanh tịnh độ. Hôm nay nhân dịp lễ tất niên, chúng con thiết đặt buổi trai duyên, dâng lên cúng dường chư tôn đức, hồi hướng cửu huyền vãng Tây Thiên. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, thân phụ của chúng con ra đi trong hoàn cảnh rất tốt. Thân phụ của chúng con có được nhân duyên thù thắng, đó là được ân sư trực tiếp khai thị, giúp cho sự hộ niệm được thành công tốt đẹp. Sau khi tổ chức tăng lễ, ân sư đã trực tiếp đưa linh cữu của thân phụ chúng con lên đài hỏa táng, khiến cho chúng con vô cùng cảm kích ân đức của ân sư. Có câu nói rằng phụ tử tình thâm, chúng con đã làm hết khả năng để giúp cho thân phụ của mình được ra đi trong điều kiện tốt nhất, họ hầu làm tròn chữ hiếu đối với đấng sinh thành. Công ơn sinh dưỡng chẳng thể lường, che đi để lại nỗi niềm thương, mong cha sớm về nơi an dưỡng, xiên lành thơm ngát cõi Tây Phương. Gia đình chúng con sẽ nỗ lực tu hành, sẽ cố gắng làm tốt công việc hộ niệm để giúp cho nhiều người ra đi được an lành và thoát khỏi ba đường ác. Có như vậy chúng con mới đền đáp ân đức của ân sư để nhiệt tình chỉ dạy. Một lần nữa chúng con xin thành tâm tri ân ân sư để giúp đỡ cho người thân của chúng con mọi thứ được vuông tròn. Nhân đây chúng con xin cảm niệm công đức của quý thầy và quý cô chú trong ban hậu cần đã lo liệu chu đáo phần trai phạn, giúp cho buổi lễ cúng dường trai tăng được thập toàn viên mãn. Chúng con nguyện đem công đức cúng dường trai tăng này hồi hướng cho khắp pháp giới được hòa bình, thiên tai được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, các ngài là bậc thầy phô mạng, là ruộng phước điền màu mỡ của chúng sanh. Với sự gia trì và cầu nguyện của quý ngài, hương linh người thân của chúng con sẽ sớm được vãng sanh về cực lạc. Nếu đã vãng sanh sẽ để thì sẽ được tăng thêm phẩm vị nơi miền tình cảnh. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho người thân hiện tiền của chúng con, được hồng ân tam bảo gia hộ, tứ đại điều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên. Cuối lời chúng con không biết nói gì hơn, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ân sư và chư tôn đức được pháp thể khinh năng, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mà mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở về thế giới Tây Phương cực lạc. Kính chúc quý Phật tử thân tâm được an lạc, tấn tu đạo nghiệp, sau cùng được trở về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Trong buổi lễ trai tăng hôm nay, mặc dù chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong chư tôn đức thì từ ai mẫn, hỷ xả và chứng minh hứa khả nạp thọ cho chúng con được ăn chim công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của chú Nhuận Hiền cùng đại diện gia đình các quý Phật tử. Giờ phút này đây, chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, duyên lành con đến nơi đây, lời pháp vàng ngọc của thầy truyền trao, nghe pháp hóa giải khổ đau, hồi tâm thức tỉnh sớm mau quay đầu. Chúng con thật hạnh phúc biết bao, được tắm mình dưới dòng sữa pháp thanh lương mát dịu, gột rửa đi những trần cấu mà chúng con phải vương mang trong nhịp sống bon chen của cuộc đời. Quý quá thai là người con Phật, quý quá thai được nghe lời Phật dạy. Giờ đây chúng con xin được giữ tâm ý mình thanh tịnh để đón chờ những lời pháp âm vi diệu của ân sư. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh sư phụ ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 1 2020, nhằm ngày 11 tháng 12 năm Kỷ Hợi, hiện giờ là 9 giờ 23 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tỉnh Thất, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 1 2020 là một thời gian đánh giá một cái mốc trong 20 năm Giác Nhàn đặt chân tại trong núi voi này. Trước và trên hết, năm mới Tây Lịch, mạc nhân Ngô Tăng nhàn tôi chân thành cung kính dâng lên bằng tất cả tấm lòng kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni và quý liên hữu năm mới Tây Lịch đừng làm các điều ác, siêng làm các điều thiện. Đó là lời của lão Phật gia Ấn Công Đại Sư, là tổ sư Ấn Quang, dạy rằng nếu hành giả nào muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không làm 10 điều ác, tuổi nào cũng bình an, siêng làm các điều thiện, năm nào cũng như ý. Người làm thiện không làm ác, người này tâm hợp với Phật, niệm Phật được vãng sanh. Người làm ác, tâm trái nghịch với Phật, tâm ngăn cách với Phật, người này niệm Phật không được vãng sanh. Vì sao vậy? Vì tâm đã ngăn cách với Phật, cho nên người này niệm Phật giống như rắn uống nước thành nọc độc. Người này làm 10 điều thiện, thông không sát sanh trộm cắp tà dâm,
miệng không nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi, ý không tham sân si. Người này niệm Phật giống như bò uống nước thành sữa. Câu này quan trọng, lắng nghe cho kỹ, chiêm nghiệm. Kẻ ngu không hiểu là thiện là ác, cho nên tu Phật đọa vô nê lê, tức là đọa vào địa ngục. Kẻ trí biết thiện ác nhân quả, niệm Phật giảng sanh cực lạc, học Phật chứng niết bàn. Đây là những khuôn vàng thước ngọc của lão Phật gia Ấn Công Đại Sư. Hôm nay mạt nhân ngu tăng nhàn tôi lên núi 20 năm chưa được gì cả, chưa thành tựu gì được cả. Xây dựng thì không đủ cái duyên, không đủ cái phước. Phước báu thì cạn mỏng, trí tuệ thì lu mờ, không có thể xây dựng được một cái ngôi già lam lớn, hoành tráng. Chỉ là mái tôn đơn giản. Thẹn vì mình thiếu đức, thiếu tài, lên trong núi voi 20 năm. Hôm nay kỷ niệm một dấu mốc 20 năm đặt chân lên mảnh đất thân thương này. Làm được gì đây? Tu được gì đây? Chưa được gì cả quý vị ạ. Đây là chân thật như vậy. Được của người liễu sanh thoát tử, tức là họ đã phục được phiền não, nắm chắc bàn khoáng vãng sanh. Thì người này lên núi báu không về hai tay không. Người này thượng sơn lên núi đã lấy được lỗi trầm, chứ không phải là lá cành giác. Lấy được lỗi, cho nên hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, có chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni thương tưởng Tịnh Thất Quan Âm về đây chứng minh tham dự. Trong lòng vô vàng cung kính cảm động, ghi nhận, nhất là thượng tọa Thích Thiện Thành trụ trì chùa Kim Tiên, Châu Đốc An Giang. Chúng tôi nhớ năm 7 năm, 7, 8 năm, 9, 10 năm gì đó không chừng, thượng tọa lên đứng ngay cái góc bên này, nhìn thấy chùa tôn lúc đó rất ộp ẹp, đơn giản vô cùng. Thượng tọa cứ nói, ủa, chùa tên đơn giản như vậy mà Phật tử đến đông à? Chắc là có cái gì trong này à? Chúng tôi nhớ những cái ý thượng tọa có nói. Và mãi đến hôm nay, gần 10 năm gặp lại người tri kỷ, chúng tôi rất là quý kính. Nhất là cô Giáng Hương, một số quý Phật tử về tại nơi cái chùa Kim Tiên, một số quý thầy cũng xuống đó để cúng tâm thời hệ niệm. Khi thượng tọa qua học được cái khoa nghi ở bên đại lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, về áp dụng và cúng có cái kết quả năng lực mà nhiều người hưởng ứng, chúng tôi hết sức là ghi nhận và tán thành A Di Đà Phật. Nãy chúng tôi cũng đón thượng tọa lên trên nhà dù khách mới, có nói chuyện. Mấy lần chúng tôi ở bên Mỹ, thượng tọa cũng có đến đây. Cái duyên người niệm Phật thì họ tìm đến người niệm Phật. Cái duyên của người đó họ lo cơm áo gạo tiền, tranh giành hơn thua, họ chỉ đi tranh giành hơn thua. Cái duyên người quýnh bài đi vô casino. Cái duyên người xì ke, họ gặp tụi xì ke, ngu tầm ngu, mã tầm mã.
Cho nên chúng tôi được nhiều lần quý Phật tử có xin chúng tôi về cái việc mà để thượng tọa lên để cúng tâm thể hệ niệm, chúng tôi chưa có đủ cái duyên. Hôm nay nhân cái ngày kỷ niệm 20 năm chúng tôi đặt chân lên trên mảnh đất thân thương này, cũng như là lễ tất niên cuối năm, thượng tọa lên trên này tham dự, chúng tôi cũng có cái ngỏ ý cung thỉnh sang năm cũng tất niên thượng tọa sẽ lên để cúng tam thời hệ niệm bên cái chánh điện phụ. Còn chánh điện chính này thì để Phật tử về cộng tu, và hàng ngày thì công phu tu tập bốn thời không gián đoạn. Lúc cúng đó thì sẽ tùy duyên để quý Phật tử tham dự. Quý vị quan hệ không ạ? Năm cúng một lần cuối năm thôi. Ai đồng ý giơ tay cho biết ạ? Vậy là sang năm về ha. Chúng tôi hay có cái bệnh lo xa như vậy. Việc gì trong thế gian này cũng lo cả, nhưng riêng chỉ có việc để liễu sanh thoát tử, chết mình đi đâu không lo. Ấn Tổ nói: người khôn người trí, người ngu kẻ dại, người sang kẻ hèn, trong cõi này việc gì cũng lo, lo tất bật, riêng chuyện tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, lo có cái vốn, cái vé, cái bàn khoáng để vãng sanh, họ bỏ qua một bên. Lúc lâm chung tay chân quý quýt, kêu cha gào mẹ, thân thì mục nát cùng cỏ cây, phần hồn đã đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó là quê hương ta bà quán trọ. Còn kẻ lão lão thật thật chân thật niệm Phật, tùy duyên không phan duyên, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc lâm chung Phật cầm đài vàng tiếp dẫn người này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người này hưởng thụ trong liên thai vãng sanh Cực Lạc, người này thọ dụng ngang với Phật. Thọ dụng gì ngang với Phật? Thọ mạng bằng với Đức Phật A Di Đà, thân tướng giống hệt như Đức Phật A Di Đà, là thân tử ma chân kim không đau bệnh. Quý vị tin điều nào? Còn thân tướng cõi này là do nghiệp ái, nghiệp báo vào trong thai ngục, nằm trong địa ngục máu. Địa ngục máu này 9 tháng 10 ngày sanh ra, giống như cua mà bị trụng nước sôi, giống như rùa lột mai, lúc mất giống như cua trụng nước sôi, khổ đau vô vàn. Thế mà vẫn ôm chấp cái thân này, gọi là tình chấp. Chúng nữa chúng tôi nói cái chuyện lớn nhất của sự vãng sanh đó là tình chấp. Tình là phàm tình, chấp là chấp ngã, cái thân này chấp pháp. Khó lắm bước vào quả vị A-la-hán, độn sử, ngũ độn sử, tham sân si, ngã mạn, nghi mới chấm dứt. Cho nên cái việc để cúng cho các vị hương linh, việc này rất tốt. Hôm nay Tịnh Thất Quan Âm lập đàn cúng cho các vị hương linh thai nhi và hương linh chết oan, cũng như tất cả các vị hương linh. Chúng tôi có cung thỉnh thượng tọa trưởng ban trị sự huyện Thích Nguyên Tâm, cùng thư ký một số các vị phó ban trị sự huyện, 5 vị chiều hôm nay 2 giờ có mặt bắt đầu cúng theo cái khoa nghi trại đàn chẩn tế. Tuy nhiên chúng ta không làm nhiều thời gian. Thực sự mà nói thì cái khoa nghi trại đàn chẩn tế cũng như là tâm thể hệ niệm là một khoa nghi để cúng cho các vị hương linh. Có nhiều Phật tử nói là khoa nghi trại đàn chẩn tế tốt hơn là tâm thể hệ niệm. Có nhiều Phật tử nói là tâm thể hệ niệm tốt hơn khoa nghi trại đàn chẩn tế. Thì chúng tôi mới minh định lại rằng là tốt hay không do cái vị chủ sám đó cúng có năng lực hay không. Đúng không quý vị? Tâm có thanh tịnh hay không ạ? Cũng có một cái vị cúng trại đàn chẩn tế ngồi làm sám chủ cúng ra chìa khóa không?
đang cúng mà nhớ không biết cái cửa mình có khóa chưa, cứ nhớ chìa khóa, cho nên trong tâm mình biến toàn là chìa khóa không, các vị hương linh ăn không được. Về mách bảo sao bữa nay cúng ra chìa khóa không vậy? Không biến thực biến thủy, cơm nước không ra mà ra chìa khóa. Ồ, cho nên trước khi đăng đàn thiết pháp, đăng đàn chẩn tế, phải hàm dưỡng, ẩn kính tu hành có đức độ mới khúc phục được và cảm hóa được các vị hương linh. Nói chung lại, trai đàn chẩn tế hay tâm thời hệ niệm, các vị kinh sư này tâm phải thanh tịnh cung kính, và cái lực cúng phải có để các vị hương linh đó thọ dụng được. Bây giờ đồng ý chúng tôi chuyện này không ạ? Cho nên không có cái nào tốt hơn cái nào, và không có cái nào xấu hơn cái nào hết. Tâm thời hệ niệm nếu làm như cái tâm của Thượng Tọa Thiện Thành, cung kính trang nghiêm, chúng tôi nghe cô Hương nói rất trang nghiêm cung kính, chúng tôi chưa xuống nhưng mà nghe qua là rất trang nghiêm cung kính, thì nhờ cái tâm trang nghiêm cung kính đó mới có công đức để mà hồi hướng cho các vị hương linh. Một chút thành kính là một chút công đức, một chút hỷ bán, một chút cao ngạo đó là một chút tội lỗi. Cho nên tất cả kho nghi đó là hình thức để gì? Để nhiếp tâm, mục tiêu để khai mở tánh đức. Cho nên giáo lý của Phật Đà chúng ta có ba cái lộ trình, đó là triết lý Phật giáo phải hiểu cho sâu, hành cho đúng, không thì gì? Oan cho tam thế chư Phật. Niệm Quan Âm vào lửa, lửa không cháy. Niệm chưa nhất tâm vào lửa, lửa cháy thiêu lụi như con heo quay luôn. Mình kêu Phật, kinh của Phật nói, kinh Phổ Môn nói niệm Quan Âm vào lửa, lửa không cháy, vào nước, nước không chìm. Vì sao mình vào bị chìm? Bởi vì mình chưa hiểu thấu đáo nhất tâm thông vạn pháp. Mình chưa được nhất tâm, cho nên giữa mình với nước với lửa nó có khoảng ngăn cách rồi, cho nên mình vào nó bị thiêu mình cháy. Nếu nhất tâm rồi thì gì? Nó thông được với vạn pháp, lửa với mình là một, cho nên mình vào không cháy. Đó là tột cùng của lý. Và sự tướng vẫn có Bồ Tát Quan Âm bên ngoài gia trì, thầm để gia hộ, hoặc hiển để gia hộ, ngầm ứng và hiển ứng luôn. Và cái thứ hai triết lý đó là nghi lễ hình thức phải có. Hôm nay mà toàn thể đạo tràng xô bồ xô bộn, không mặc y mặc áo, không mặc áo tràng, ngồi đâu đó chồm hổm ngồi đủ chỗ hết, thì pháp hội này có giảng được, có thanh tịnh trang nghiêm không? Không. Phải có khoa nghi, không thể bỏ khoa nghi này được. Chỉ có hàng Bồ Tát phá tướng thì được, tế điên ăn thịt được. Mình mà ăn thịt vô tạo nghiệp báo ạ. Nhưng mà các vị Bồ Tát họ cũng hành sự theo các vị bình thường để cho biểu pháp. Cái thứ ba đó là cảm ứng bất khả tư nghì, gọi là Phật lực bất khả tư nghì, không thấy như làn sóng điện tivi VT1, VT2, VT3. Cái này là cảm ứng Phật lực, pháp lực, tâm lực, nghiệp lực chúng sanh, không thấy mà có, bất khả tư nghì. Hôm nay quý vị về đây an định trong một cái pháp hội này, chúng tôi thực sự trong lòng hổ thẹn cùng cực. 20 năm lên núi, tài trí không có, chỉ có được một cái pháp duyên, đó là lưu diễn được pháp môn Tịnh Độ của lão Phật gia Thượng Tịnh Hà Không và lão Phật gia Ấn Quang Đại Sư. Quý vị thích cái lối giảng chúng tôi và cách truyền đạt của chúng tôi, và thích đi theo đường lối của các vị này, quý vị về đây. Chứ chúng tôi thực sự không được gì cả, nương các vị đi trước, tự thân mình không được gì cả, bất tài vô dụng. Những người thầy bạn chúng tôi năm 92, 93 học, bây giờ ra trường tiến sĩ, xây chùa cao Phật lớn, chúng tôi không bì kịp với các vị này. Sự thật là vậy. Tuy nhiên có cái duyên với pháp môn Tịnh Độ, một đời này
phải liễu sanh thoát tử, vãng sanh Cực Lạc. Nếu bạn không về Tây Phương Cực Lạc, bạn phải làm người, bạn lên trời khó lắm đấy. Làm 10 điều thiện, gọi là thượng thiện, tự lực mình phải làm. Tổ Ấn Quang nói khó vô cùng, khó lắm. Còn mình về Tây Phương Cực Lạc, vừa tự lực vừa Phật lực, vừa pháp lực. Pháp lực đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật, là nguyện lực của Phật A Di Đà, rước mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giống như kẻ mà mạnh khỏe mà ngồi lên chiếc đại hỏa luân thì đi một ngày không biết bao nhiêu dặm. Còn kẻ cà thọt là nghiệp chướng sâu dày, đi bộ một ngày được bao nhiêu bước. Chúng ta là kẻ cà thọt, chúng tôi là kẻ cà thọt. Cà thọt là gì? Là phàm phu chưa chứng thánh quả, chưa vô sơ quả, chưa đoạn được kiến hoạt, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, chưa đoạn được. Cho nên kẻ này là kẻ cà thọt, kẻ này là kẻ cùng tử. Chúng tôi cũng thế thôi. Nhưng không đoạn được kiến hoạt, tư hoạt, vô minh hoạt, trần sa hoạt, không đoạn được tham sân si mạn nghi, nhưng phục được nó, phục được nó còn đó nhưng mà không giấy khởi, tín nguyện đầy đủ, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, người này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không còn thối đọa. Người này bằng với A La Hán bên tiểu thừa, bằng với thất tính bên đại thừa. Về Lập Văn Sao ra đọc thấy cái chỗ này, hôm nay có chú Nhuận Hiền, lớp Nhuận là cái lớp đầu tiên Hòa Thượng Quảng Hiển xuất gia. Chúng tôi thẹn mình không tài đức, không dám xuất gia cho ai. Đây là chân thật. Lớp Nhuận này cũng đông, Nhuận Minh, Nhuận Lạc. Lớp Bủ là đệ tử của Hòa Thượng Pháp Chiếu, Ngài Tịch, trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng. Cái lớp Nhật đó là đệ tử của Hòa Thượng Minh Chiếu, trưởng ban trị sự Quyền Đức Trọng, gần 100 mấy chục vị. Chú này miệt mài hộ niệm Sa Di cũng khá lâu. Tuy rằng Sa Di thôi mà chúng tôi phục cái tính của chú này, rất trầm tĩnh, công việc giải quyết rất tốt. Khi người cha bị bệnh nằm ở nhà, chú nhờ chúng tôi xuống khai thị đưa lên đây. Chúng tôi có nói chú hộ niệm bao nhiêu năm nay, khi người cha chuẩn bị ra đi rồi, ngày đêm sám hối tha thiết hồi hướng, chứ bản thân người cha không làm được. Đang nằm trên giường bệnh thì người thân có huyết thống sẽ có cái sự liên kết với nhau về cái nhân duyên để chuyển cái nghiệp duyên cõi này, rất thù thắng. Chú làm ngày đêm luôn, nhờ thường trong ban hộ niệm. Cho nên lúc đó chú phát Bồ Đề Tâm võng mảnh, lúc đầu rút cái ống ra thử thì mặt mày tím liệm, trong nửa tiếng đồng hồ là không có oxy, là mặt mày tím liệm, phải nhét vô lại. Nhờ cái công đức Phật lực gia trì, 24/24 tiếng đồng hồ niệm Phật, 10 ngày sau, mười mấy ngày sau rút ống ra, ông bình thường, bắt đầu chuyển nghiệp và ra đi an tường, nhẹ nhàng, không có bệnh khổ. Tuy rằng có bệnh nhưng mà không đau khổ. Người không niệm Phật ra đi vừa bệnh mà vừa đau khổ. Đau khổ sợ mất thân này, sợ mất người thân, sợ mất của cải. Và tâm thức này bị trói buộc trong cái đau khổ thì phải xuống địa ngục để thọ khổ, đúng không? Còn người này ra đi thân không đau khổ, tâm được an vui, an định trong Phật hiệu, thì người này phải vãng sanh Cực Lạc. Đó là thế tất nhiên. Chỉ những người không niệm Phật thì họ không thể nói được điều này, họ không tin được điều này. Họ nói mình cái chuyện là nói bánh vẽ, làm gì mà có Tây Phương Cực Lạc. Cực Lạc có thấy đâu? Mắt phàm phu mà đòi thấy cách đây 11 ức cõi, ngày một kiền liên đắc đại thần thông mà còn không thấy. Mình là phàm phu làm sao mà thấy được? Chỉ có tin qua nghe thôi à.
Kinh Quan Nghe, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Kinh Hoa Nghiêm là phẩm thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc. Và luận đó là luận vãng sanh của ngài Thiên Thân Tinh Quan Nghe thôi. Tinh Quan Nghe được không ạ? Được chứ? Được chứ? Cho nên cụ ông ra đi chúng tôi cảm kích, mà đặc biệt được có hai vị hòa thượng ở bên Hàn Quốc về để tham dự lễ viếng Phật Di Đà cúng dường trai tăng, sẵn bữa đó vào thỉnh hai vị đó cúng mà ra cái đĩa tiếng Hàn, khắp nước Hàn người ta ngưỡng mộ vị thượng tọa ông cúng mà cái tâm lực ông đứng ông niệm Phật Amitabha gì đó, trời ơi, tha thiết cũng niệm, mình thấy không biết sao mà làm sao mà qua Hàn Quốc mà thỉnh hai vị hòa thượng này về được. Ngay cái tiện, ngay cái lúc về đó là chuẩn bị sáng đưa đi 9 giờ hai vị hòa thượng về Sài Gòn, dùng sáng xong 8 giờ cũng đến 9 giờ rất viên mãn. Cái chuyện này không sắp xếp được đúng không ạ? Đâu sắp xếp được đâu. Thì cái việc gì để sắp xếp? Phước báu, công đức, hy sinh vì đại chúng, có nhân thì có quả, không sắp xếp nó cũng tự đến. Người không tạo được cái nhân hộ niệm, không khuyến khích người hộ niệm, hỷ bán chuyện hộ niệm, thì cái lúc mình lâm chung và người thân mình lâm chung, dầu sắp xếp gì đi nữa cũng không được. Vì gì? Vì cái trí của mình không cự lại nghiệp lực. Thông minh, tài trí không cự lại nghiệp lực, phú quý không thoát khỏi luân hồi. Nên nhớ câu này của Ấn Tổ: đừng nói ta là thông minh giàu có, giải quyết tất tần tật những chuyện. Không có đâu à. Nhân quả xoay chuyển âm thầm, chỉ có Phật cùng Phật mới thấy được cái nhân quả niệm Phật, chỉ có Phật mới thấy được nhân quả của chúng sanh. Bản thân chúng tôi cũng không thể thấy được nhân quả của quý vị, chưa chứng đắc, đức tánh chưa được khai mở, bởi vì mình trái giác hợp trần, cho nên mình bị lao trong trần lao phiền não, cho nên tánh đức mất hết năng lực. Tuy rằng thể của mình giống với Phật không hai không khác, nhưng tướng và dụng của mình khác với Phật một trời một vực, do mình đi nghịch lại với tánh đức. Như vậy hôm nay chúng ta đi thuận với tánh đức, đó là lấy câu vạn đức hồng danh, vô tác diệu lực, bất khả tư nghì, A Mi Thổ Phổ, A Di Đà Phật, niệm trong tâm bốn chữ, đừng cho gián đoạn, lấy nó làm bổn mạng nguyên thần, niệm ra tiếng sáu chữ. Ấn Tổ dạy hộ niệm bốn chữ, đọc vào văn sao thấy rõ, hài hòa vô cùng, không ai chống trái với ai cả, hay vô cùng. Từ khi áp dụng văn sao Tịnh Thất Quan Âm, trì thêm Đại Bi, Ấn Tổ mỗi ngày trì 25 biến ít nhất, trung bình là 50 biến, nhiều nhất là 70 biến. Quý thầy không nói mình lập dị, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ mới được vãng sanh, mới được giải thoát. Lúc trước nó bập dập vô cùng, lên bờ xuống ruộng, trời ơi, khổ quá trời luôn. Mà Thượng Tịnh Không thì ngài làm cái pháp đó ở bên Hồng Kông tự do, hoặc là cái đức của ngài lớn mình làm được, còn mình về bên đây mình làm không được, trục trặc hoài, chướng ngại hoài, đủ thứ cái việc chướng ngại hết trơn. Đi vào văn sao một cái là thấy dung hợp liền, đây là một bộ sách bách khoa, từ điển Phật học, giải hành tương ưng, lưu lại hậu thế 9.000 năm mạt pháp, cật lực đề xướng văn sao Ấn Tổ. Văn sao ra đời thì hữu ích chúng sanh vô cùng. Đó là cái lời mạc nhân hôm nay chân thành mong hành giả Tịnh Độ, chư tăng ni Phật tử cung kính bộ văn sao này lưu truyền cho hậu thế. Vì ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, như lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không đã nói rồi, ngài không phải nói chơi. Nhiều câu chuyện chứng minh rằng là Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuy rằng ngài là Tổ sư Ấn Quang, nhưng cảnh giới ngài đang trụ trong Thường Tịch Quang, Thập Báo Trang Nghiêm, qua lại trong hai cõi này. Cho nên nhìn thấy chúng sanh trong cõi này, những điều gì, cái gì khuyết điểm, những cái gì khiếm khuyết, những cái gì bị sơ sót, đó là luân thường, là bổn phận.
là chân thành, là cung kính, là cách vật, là trí tri, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, là trị quốc, là bình thiên hạ. Chuyện này làm không được. Nếu người này làm được điều này gọi là thiện nhân, là hiền nhân, là thánh nhân, tâm hợp với tâm Phật, thì người này niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Còn người này làm không được luân thường, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, làm không được. Chúng tôi dạo gần lại đây thấy đọc vào trong giáo dục gia đình thì hầu như Phật tử về đây là than phiền con cái của mình hư hỏng, xì ke, ma tí, ăn chơi hư hỏng. Thì Ấn Tổ nói làm sao? Lắng nghe nè. Do cái khuôn nó bị hư, do cái khuôn nó méo cho nên đúc ra cái bánh méo, đúng không? Nghe vậy là hiểu không ạ? Hiểu rồi, nghe này là gật đầu hiểu rồi. Cái khuôn nó đẹp, nó tốt thì đúc ra bánh tốt, đúng không? Do mình cũng không phải là hiền, hiền mẫu, cho nên làm sao sanh ra hiền tử được. Chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi thấy cao siêu lắm. Muốn làm hiền mẫu, hai việc chính trị kinh tế giao cho chồng, thay chồng ở nhà dạy con, học lời thánh hiền để dạy. Lúc con sanh ra lớn lên đi vào học đường phải ở cho nó ở nhà 3 năm, 2 năm, 1 năm là tối thiểu, để học những lời thánh hiền của các vị thầy dạy trước, để nó vô trường đời nó biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai. Còn không thì gì, gặp lũ bè bạn nhậu nhẹt ăn chơi trai gái thì nó phải chết trong đó. Vì con người mình từ dục nhiễm mà sanh ra, vì ái dục mà sanh ra. Không trường nào dạy chuyện này, không trường nào dạy chuyện này, mà chuyện này ai cũng biết. Chút nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái thư này, quý vị nghe, thống thiết giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục. Hai cái chuyện này mà làm được rồi thì gia đình quý vị an hòa, an định, hài hòa, gia hòa, vạn sự hưng, gia đình quý vị hưng thịnh. Còn làm không được điều này, luân thường là bổn phận. Bổn phận người cha, người mẹ, người con không tròn. Tột cùng của bổn phận đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Hôm nay có một số Phật tử như cô Hà ở Hàn Quốc vừa rồi, cô về, cô cũng ngưỡng mộ đạo tràng, cô dắt mấy người Hàn về để tham dự. Công việc của cô bận bịu túi bụi, làm ăn lớn ở bên Hàn Quốc. Cô cũng tranh thủ đưa về để tham dự cái buổi tất niên. Những người Hàn người ta coi qua cái đĩa đó, người ta ngưỡng mộ. Chúng tôi cũng ghi nhận tấm lòng của cô từ bên Hàn về đây tham dự thôi, chứ không có chuyện gì. Rồi cô Hương, thực sự đây là một cái duyên. Hộ pháp của tỉnh Thất Quan Âm nói riêng, cũng như là các chùa cổ cũng hộ pháp chung hết. Người mẹ của cổ là cô pháp danh Bình An Nguyễn Thị Nguyệt. Hầu như là chúng tôi thường xuyên lúc bà cụ còn sống là gọi điện xuống để khai thị cho bà. Bà cũng có nhân duyên. Cho nên hôm nay chư tôn thượng tọa lên cúng khai kinh bạch Phật, rồi qua cúng cho hương linh của bà, cũng như là ba của chú Nhuận Hiền và các vị hương linh hôm nay, và lập cái đàn để cúng. Chúng tôi hết sức là hoan hỷ, tỳ hỷ chư tôn đức tăng ni đến đây tham dự, nhất là các ban tổ chức quý thầy đã lập được cái đàn cúng thí. Chúng tôi hoan hỷ vô cùng, tất niên cuối năm mà lập được cái đàn này rất là viên mãn. Chúng tôi nghĩ rằng cái đàn sang năm sẽ viên mãn nữa quý vị ha. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn dạo đề nói cái việc này. Hôm nay chúng tôi xin 2 tiếng đồng hồ. Thường thì những chủ nhật không có lễ thì chúng tôi nói chuyện 3 tiếng. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi nói 2 tiếng vì hồi nãy thời gian đến 9 rưỡi. Cái ơn lớn nhất của người xuất gia cũng như tại gia, đó là ơn của Tam Bảo. Tam Bảo thì phải nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong Ta Bà Ngũ Trược, giới thiệu Đức Phật A Di Đà thị hiện thành lập cảnh giới bên Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm, và Ngài thị hiện trong cõi này vì nguyện lực ra đời này để đưa chúng sanh về thế giới thanh lương thanh tịnh. Đừng nên ở đây. Chỗ này
cõi người, cõi trời không phải ta ở. Đây là gì? Nhà lửa tam giới. Kinh Pháp Hoa nói, mau mau ra khỏi nhà lửa tam giới đi. Lửa vô thường, tóc đen, bạc rồi, lưng thẳng còng rồi. Lửa vô thường, lửa tham sân si, trong này nó ngập tràn. Chúng sanh si dại không thấy, nhận giả làm chân. Thân này là giả, tâm vọng tưởng điên đảo là giả. Chân tâm thường trụ là thật, câu Phật hiệu là thật. Về nương cảnh giới Phật A-di-đà để tu thành Phật không còn thối đọ nữa, giống như vàng rồng. Lúc này phân thân vô số thiết pháp độ sanh không chướng ngại. Còn mình hiện tại bây giờ thân tướng thì bệnh hoạn là chướng ngại, tâm thức đang vọng tưởng cũng là chướng ngại, làm việc gì cũng chướng ngại. Chúng tôi xây dựng cũng chướng ngại, làm đủ thứ việc gì cũng chướng ngại, độ sanh cũng chướng ngại. Chỉ có một chút xíu pháp duyên, đó là in máy, in kinh, in sách thì không chướng ngại. Cái này có cái duyên này. Thiệt là mình bất tài, vô dụng, làm cái việc gì cũng chướng ngại. Vì sao chướng ngại? Vì tâm mình chưa vô quá ngại. Tâm chưa vô quá ngại cho nên bèn liền chướng ngại. Người này biết vậy, chỉ cầu một mực niệm Phật, tự tại vãng sanh. Tâm người này vãng sanh cực lạc rồi, gặp Phật A-di-đà, lo chi chẳng khai ngộ, thì người này không còn chướng ngại nữa. Bên đó toàn là Bồ Tát Thượng Thiện Nhân, bên đó toàn là những vị khuyến khích quý vị để thành tựu Phật quả. Còn bên này quý vị vừa ngóc đầu lên độ sanh một chút, vừa ngóc đầu lên tu hành được một chút, thì gì? Oan gia nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo, nó dập một cái xong. Đừng có dạy ở đây, làm chi mà nó kiên cố. Ấn Tổ nói đừng có dạy. Quãng đời bạn là bao lâu? 60 năm cuộc đời hay 100 năm? Ngắn lắm, ngắn lắm, không đủ để tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên tính hạnh nguyện đó các bạn ạ. Mà nếu tính nguyện hạnh và thiện căn phước đức nhân duyên không đủ để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, coi như người này đến cõi này gặp củ báu mà về hai tay không, đọa lạc mất. Đây là chúng tôi nói lời của Ấn Tổ, trong lòng canh cánh suy nghĩ. Mình là kẻ phàm phu, bản thân chúng tôi suy nghĩ là như vậy, còn không biết các vị Bồ Tát dưới này như thế nào thì chúng tôi không biết. Thì chúng tôi nghĩ các vị là các vị Bồ Tát, cho nên thành ra làm những việc lớn lao không chướng ngại. Có chướng ngại không ạ? Nếu không chướng ngại mình là Bồ Tát thì cứ đóng vai Bồ Tát mà làm. Còn nếu mình có chướng ngại thì mình là phàm phu, thì đừng làm kiểu Bồ Tát. Làm kiểu Bồ Tát là mệt lắm mà, mệt lắm mà. Biết thân phận phàm phu, làm kẻ ngu phu ngu phụ, ẩn kính tài năng, hàm dưỡng lâu ngày giống như chén bát đã nung thành sành rồi, qua một trận mưa vẫn là sành là sành, qua một trận thanh sanh tử vẫn vãng sanh là vãng sanh, đã hàm dưỡng được rồi. Còn không hàm dưỡng, thiếu hàm dưỡng, lao theo trần cảnh, qua một trận mưa phiền não sanh tử, chén chưa nung thành sành, một trận mưa thành bùn rồi. Ai là người hàm dưỡng được? Người này phải phục được phiền não. Ngũ lợi sử, ngũ độn sử, tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, phải phục được nó. Đoạn thì Ấn Tổ nói trong đời này không có khả năng, bọn phàm phu chúng ta là không có khả năng để đoạn chứng thánh quả A-la-hán đâu. Bồ Tát là Ngài biết, Ngài biết cái cảnh giới của A-la-hán như thế nào và phàm phu chúng ta làm được như thế nào. Cho nên Ngài nói rất rõ ràng. Cho nên đi trên con đường lộ trình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải còn có các vị đi trước họ thành tựu, mình nương theo thì không có bị gì sa hầm sập hố. Chứ không chúng ta là kẻ mù, trí tuệ không có là mù, Phật trí không có, chưa đạt được. Cho nên thành ra là mình kẻ mù đi trong đêm đen, sa hầm sập hố, chết ngay.
phải còn có cái cây đó là bộ văn sao, lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không hướng dẫn chúng ta đi thì chúng ta yên tâm. Không thì toàn bộ là gì? Toàn tâm là phiền não, toàn tâm là chúng sanh, toàn tâm là phàm phu thì vĩnh viễn phải ở phàm phu. Toàn tâm người này là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Cái chuyện này không phải dễ làm, nhưng mà cũng bằng từ cái việc miệng niệm ra tiếng, tai nghe rõ ràng, tâm nghe được tiếng người niệm, tâm nghe được tiếng mình niệm. Cứ như vậy lâu ngày, lấy cái hơi thở làm sao chuỗi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầm ra hơi tai nghe, hít một hơi, bốn chữ trong tâm. Cứ như vậy mà làm, công đức thọ mạng, phước báu tràn ngập đến. Điều này chúng tôi nói sự thật. Năm 2000 thôi, xuống Cô Tiết mua gạo, không có tiền mua bảo hỏi chừng nào trả. Bình ga không có tiền mua. Sanh trong gia đình chúng tôi cũng nghèo, đi học cũng không có tiền đi học. Chắc đời trước mình kêu bà cố gì trong này nè, kêu quá, kêu quá. Trong mạng không có tài cho nên sanh ra gia đình nghèo, chứ đâu phải xui rủi đâu. Cái chuyện nhân quả nó không có xui rủi. Cuối cùng nghèo quá trời, đi xuất gia cũng thiếu thốn. Từ năm 2000 đến 2007 ở với cha mà thôi, cứ gầm dầm cà bỏ giá vô nấu mà ăn. Bây giờ mới thấy mấy thầy sung sướng, muốn lẩu là có lẩu. Ôi cha, lên thấy dọn một bàn lẩu luôn. Rồi muốn gì, heo quay có heo quay chay. Muốn bò kho có bò kho. Trời, lúc đó tìm miếng bò kho tìm không ra. Ai biểu mày không biết bố thí làm chi ha? Mình chỉ mình nói. Quá nghèo. Nghèo ơi là nghèo. Nghèo sơ, nghèo sát, nghèo mạt, nghèo tàn. Nghèo ho ra đá. Chỗ này toàn đá không à? Đá không là đá. Rồi bày ra kiếm chuyện, không lo niệm Phật trồng cam để mà chừng có trái bán sinh sống. Cuối cùng cam nó mọc xuống, nó gặp đá, cái nó rụng lá hết luôn. Rồi thôi xong. Mà không có nước, nước ở trên xuống đi xin người ta tưới. Mà đâu có, cái cô đó có cúng dường được mấy triệu đó mua mấy cây cam về để làm kinh tế. Cuối cùng cam đó đâu không thấy, thôi cam chịu luôn, nó không ra đá đó, không có trái luôn, thôi bứng nhỏ quăng hết. Nước trên núi về không đủ mà uống luôn à. Xin người ta không đủ mà uống. Giờ đây chú Linh cũng làm được cái giếng từ dưới đó bơm lên 24 tiếng đồng hồ mới đủ đại chúng xài, vài ngày cái là hết. Kinh khủng. Chúng tôi thấy cái cảnh giới từ bây giờ đến lúc, từ ngay bây giờ đến lúc đó nó khác một trời một vực. Mà bản thân chúng tôi không có tài năng gì cả, chỉ có gì? Chịu niệm câu Phật hiệu lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói: nếu chân thật ở nhà niệm Phật đi, hộ pháp không bỏ bạn đói đâu, không đói không rách là được rồi, chứ còn gì mà cao xa. Không cần là gì giỏi giang lắm, không cần là nổi tiếng thông gia, mà chỉ cần là gì ngu phu ngu phụ niệm Phật, Phật A Di Đà thương rước mình về cực lạc là đủ rồi. Mong mỏi gì hơn đâu. An phận thủ thường thiểu dục tri túc, người này là sướng nhất trần gian, đúng không? Cam chịu bổn phận, cam chịu thân phận, lúc nào cũng thấy mình là kẻ gì, phàm phu ngu dốt. Chê mình nhiều, người khác chê mình không tức. Mong người khác khen mình nhiều, người khác chê một cái là về ôm cái chê đó ngủ không được luôn. Đó là dính vô tình chấp của pháp trần phiền não rồi. Cái này khó vãng sanh lắm. Cũng có vãng sanh mà nó vãng sanh Tây Ninh. Tây Ninh xa Tây Phương dữ à. Tây Ninh gặp Hóc Môn có biết không? Hôm nay chúng tôi nói đến cái việc đó là tướng do tâm sanh mà cảnh tùy tâm chuyển. Cái cảnh ở cõi này và cái cảnh ở trong tại nơi Tịnh Thất Quan Âm này, lúc đó là khô cằn sỏi đá, đi lên đi Honda không được quý vị. Không có đường cao tốc, 2005 nó mới làm đường cao tốc. Đất đai lúc đó cho người ta, có nhiều lúc người ta cũng không làm, bởi vì đá không à, mua cái hai xào 20 triệu.
20 triệu 2 sao. Bữa nay 2 sao chắc nhiều tiền nhỉ? Chắc mười mấy tỷ hả? Có sư giác hậu ở sau lúc trước mua giùm sư 20 mấy 30 triệu hay bao nhiêu quên rồi, giờ bán 12 tỷ 2 sao. Tỉnh thất không có tiền mua, thôi để đó đi, nhiêu đây cũng đủ dùng rồi. Sao đất này quá vàng vậy ta? Hình như do niệm Phật cho nó quá vàng. Nhưng mà con người phàm phu mình niệm Phật ở cõi này chưa toàn tâm là Phật, cho nên đất này nó chưa thành vàng 24 carat. Còn Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà là toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, cho nên đường rót vàng 4 số 9 luôn, chứ không phải 3 số 9 nữa, 24 carat luôn, lấy bảy báu làm nhà luôn, đúng không? Đó là cảnh tùy tâm chuyển. Đang ở một cái nhà thiệt lớn, không biết bố thí cúng dường, hưởng hết suy phước, ra cái nhà trọ ở, làm ăn thất bại rồi, đúng không? Cảnh tùy tâm chuyển. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng vô cùng luôn. Mấy ai tin được điều này? Cảnh tùy tâm chuyển, Phật cùng Phật, tin được tướng do tâm sanh. Tướng của Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì sao? Vì sao? Vì Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, mười phương chư Phật đã khai diễn và đã khai mở được tánh đức đến tột cùng, cho nên 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thông tử mai chân kim, không đau bệnh. Còn chúng sanh chưa khai mở được tánh đức, nghịch lại với tánh đức, tạo ra khởi hoặc tạo nghiệp, thọ quả báo, cho nên chúng sanh mang thân người là chúng ta. Một đời không bằng một đời, đời này sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đời sau vào súc sanh mất. Thân đi bốn chân, thân người bây giờ hai chân đã là thành loài súc sanh, bốn chân là heo rồi, là bò rồi, là thành rắn không chân rồi. Một đời không bằng một đời, do tâm chuyển thân. Thân trong địa ngục khác, do tâm đã tột cùng cổ gì? Cổ ác nghiệp khởi lên, quay lại tột cùng với tánh đức, không tu đức, cho nên người này phải gì? Mang cổ thân địa ngục. Ấn Tổ nói có những người chưa chết vẫn là còn sống, nhưng tâm là giả thú rồi, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ họ làm không được. Ấn Tổ nói có những người mang thân người mà tâm lòng dạ giả thú ác độc, cho nên thân người biến thành thân cột luôn. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không hay dẫn chứng cái ông đó, ông chỉ vẽ con ngựa, ông vẽ, ông nhập tâm đến mức độ vài tháng sau buổi trưa ông ngủ, ông thả cái mùng xuống, bà vợ nhìn vô thấy sao ngủ trưa lâu quá vậy, dẹt cái mùng lên thấy là con ngựa, bà la lên, bà kêu ngựa, ngựa, ngựa. Ông thức dậy, ông trở thành người. Bà nói ổ, ông làm, ông nói ổ, bà làm gì bà kêu ngựa, kêu hồi nãy thấy anh là con ngựa, kêu làm gì bà tào lao. Nhưng không, đây là thực, tâm thức đã biến thân này trở thành con ngựa, tuy rằng chưa bỏ báo thân. Thấy con người mình kinh khủng không? Tâm thức nó kinh khủng không? Nhất thiết do tâm tạo mà. Nếu mà tâm con người này mà thân khẩu ý họ làm thiện, hành thiện, tích đức, không làm ác mà niệm Phật, thì người này nâng cao cảnh giới không bao nhiêu lâu mấy chốc đâu. Thật sự là vậy. Nhưng cõi này là ngũ trược ác thế, để cho bạn làm thiện không dễ đâu. Người ác nhiều hơn mà. Cái lượng nước trong lưu đó nó đục quá rồi, nó đen quá rồi, vài giọt nước, vài chai nước trắng làm sao mà hóa giải nó nổi đây. Nếu mà chỉ có tu thiện để mình vãng sanh về trên cõi người đó, cái chuyện này khó, giống như một lưu nước đục phẩm màu đen thui lui mà đổ vô trong vài chai nước trong để mình hình thành được một cảnh giới không phải dễ đâu, mà phải nhờ thuốc tẩy cực mạnh, đó là câu A Di Đà Phật, nó tẩy được cái tâm thức mình. Chứ vậy giờ chiêm nghiệm lại tướng do tâm sanh, cảnh tỳ tâm chuyển. Hai vợ chồng đang sống với nhau hạnh phúc, tin tưởng với nhau, một tấc liều tranh hai trái tim vàng, sống rất hạnh phúc. Khi mà có ngũ dục tài sắc danh thực thì, nhất là tiền của làm có, ông chồng sanh chứng ra mèo mỡ rồi gì, gia đình đổ vỡ. Phước của người chồng không tương ưng với phước của người vợ, hai người này phải ly cách. Đó cũng là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái câu này nên lưu tâm một tí. Đừng than trách cảnh bên ngoài, đừng than trách người,
mà than trách ngay nơi cái tâm của mình là thánh hay phàm, hay là thiện hay ác. Chúng sanh phàm phu si mê si dại, toàn là chấp cảnh bên ngoài, toàn là trách thân phận của người khác, không trách thân phận mình. Rồi cuối cùng khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo, thoát không nổi. May thay nhờ Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, giới thiệu pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Người tạo ngũ nghịch thập ác như vua A Xà Thế, giết cha hại mẹ, thế mà ngưng lại không làm việc ác ngũ nghịch này nữa, phát tâm niệm Phật, làm hành thiện tích đức, thế mà ông được vãng sanh về thượng phẩm chúng sanh. Hòa Thượng Tịnh Không có nói điều này. Pháp môn tịnh độ là tâm căn phổ bị phàm thánh tề thâu, trên thì thông mười phương chư Phật, dưới thì độ tận chúng sanh. Chính cõi chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương, khó tròn nên bả giác. Mười phương chư Phật rời cửa màu tịnh độ, khó độ khắp hồng mê. Chúng tôi treo bên cái phòng khách mới làm. Phòng khách mới làm, quý thầy, quý thượng tọa nãy vào do thấy sang trọng, cho ở tên là lộc to nè. Đơn giản lắm, làm chưa tới 2 tháng xong, cứ xây tường thẳng là dán gạch vô cái xong. Mà nhìn lại cũng trang nghiêm, xung quanh toàn là những lời khai thị, là chánh khí của Ấn Tổ ở trong đó, trang nghiêm vô hoan hỷ. Cho nên chút nữa Phật tử lên chúng tôi tiếp là vào trong đó thiệt trang nghiêm, không có tranh giành lấn đường hoặc là không có xô ngã ngang, ngồi trang nghiêm. Khi chúng tôi lên để mà nói chuyện cùng quý vị, chúng tôi đắn đo dữ lắm, lắng nghe ngay. Mấy người bên ngoài không thấy mặt chúng tôi thường hay ngồi nói chuyện lắm. Vừa rồi Ví Di Đà 3-4 ngàn người đông quá bên ngoài nói chuyện, các cô Phật tử đi lên ngồi nghe mà cứ nghe người ta nói chuyện, không muốn nghe thầy giảng mà sao họ nói chuyện không à. Ố ngộ người ta. Khi mà mình nói thì tâm của mình đâu có tịnh, đâu lắng nghe người ta nói được đâu. Uổng công vô cùng, uổng công đến đây, uổng công chúng tôi xếp ghế, uổng công chúng tôi dê ke rạp, không biết đến làm mới giống gì đây ta. Cho nên chúng tôi phục thầy Thiện Thành đạo tràng vô là trang nghiêm. Mấy cô Phật tử nói trang nghiêm lắm, ngăn nắp đâu ra đó, lễ Phật rồi cúng đâu vô đó. Hồi nãy thầy nói dưới đó là tôi nghiêm khắc, cho nên chúng không đông là tôi quá nghiêm khắc. Chúng tôi thấy tốt. Ấn Tổ là thôi khỏi nói rồi, đến thăm ngài ngài kêu thôi tôi không có thời gian, với hai nữa là thăm tôi làm chi, đâu lo niệm Phật về gặp Phật Di Đà chứ. Rồi ngài kỹ vô cùng. Mình tới pháp hội người ta, mình đến nhà của người ta, coi như mình đến nhà người ta, nhưng mà gì? Không đàng hoàng, không trang nghiêm, không thanh tịnh. Làm như vậy thì sao? Những người khác người ta chê ông trụ trì với đại chúng không biết sắp xếp, mình mang tội. Thực ra chúng tôi sắp xếp hết khả năng rồi, chỉ nhiêu đây thôi chứ đâu có thể nào làm hơn được nữa. Tràn ra bên ngoài phải ngồi ngoài ghế, chúng tôi phải che bạc thôi. Những ngày lễ lớn như vậy, chứ những ngày chủ nhật bình thường là tối vừa chánh điện, cái bữa thứ bảy thì người ta qua chánh điện phụ nữa là vừa lắm. Đâu có thể xây lớn hơn nữa được để mà không có cái chỗ này để mà lo hàng ngày niệm Phật được. Chúng tôi chỉ gì 20 năm hôm nay làm được cái nhà khách. Hôm trước giờ quý vị thấy chúng tôi toàn là tiếp khách ngồi che cái mái hiên bên ngoài đúng không? Hôm nay làm được cái nhà khách. Mấy thầy trò ngày đêm bỏ công sức ra, coi như là chúng tôi săn quần móng lợn lên chạy để làm. Với mấy anh em huynh đệ, công của đại chúng là nhiều. Hôm nay trang nghiêm toàn bộ những cái tư tưởng của chư Tăng ở đây để vào trong đó, cho nên nó trang nghiêm thanh tịnh. Nhà của mình nếu mà mình tâm thanh tịnh thì cái nhà mình giàu cho, nó bằng tôn, nó đơn giản, nhưng mà nó sạch sẽ trang nghiêm, do tâm nó biến ra cảnh. Hôm nay chúng tôi nói đến cái chuyện này một tí, là cái việc mà giáo dục gia đình. Từ khi Tịnh Thất Quan Âm bắt đầu áp dụng cái bộ sách gọi là giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang, cuốn sách này tuy rằng nhỏ thôi, không nhiều trang, nhưng mà khuôn vàng thước ngọc, đặc biệt
Vì sao? Vì cái gốc của gia đình là xã hội. Xã hội này muốn an định hay không thì gia đình người này phải an định trước. Cái gốc của xã hội là đất nước. Cái gốc của đất nước là thiên hạ. Cái gốc của thiên hạ là đất nước. Cái gốc của đất nước là xã hội. Và cái gốc của xã hội là gia đình. Cái gốc của gia đình là cái tấm thân này. Và cái gốc của tấm thân này là cái tâm. Hồi nãy chúng tôi nói tướng do tâm sanh. Tất cả các tướng từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mười cõi thập pháp giới đều do tâm sanh hết. Cái gốc của cái thân này là cái tâm. Nếu cái thân này mà không có cái tâm thì tâm này coi như vô nghĩa. Cái thân này coi như vô nghĩa, bỏ đi. Hơi thở vừa mất thì thọ mạng cũng vừa mất. Hơi ấm cũng vừa mất luôn, cũng theo đó mà mất luôn. Hơi thở mất trước rồi đến hơi ấm, thọ mạng hết, và a lại gia thức ra khỏi thân, thì người này coi như kết thúc một cuộc đời. Cho nên cái tâm người này nếu mà gì là luân thường, là bổn phận, là cách vật, là trí tri. Nếu người này cách vật được, ngăn cách được vật dục, ngũ dục tài sắc danh thực, thì họ xem thường. Có xài chơi không có thôi. Đấm luyến nó giống như là thức ăn người ta ăn vô rồi mửa ra, mình nuốt vô. Ấn Tổ nói ngũ dục giống như là gì? Là thức ăn nuốt vô bụng rồi người ta mửa ra. Nếu người nào xem thường đó thì người này tự tại. Còn người này đắm đuối với ngũ dục tài sắc danh thực thì người này phải bị lụy và khổ. Vừa sanh con ra để đó giao cho bà vú lo sao lo, đi kiếm tiền đã. Hai vợ chồng cùng đi kiếm tiền, quên cái bổn phận của người vợ là thay chồng dạy con. Nữ công gia chánh, công ngôn dung hạnh, ở nhà làm không được. Con lớn lên nó hư rồi, hỏi vì sao nó hư? Do mình không dạy dỗ nó đàng hoàng. Sanh con thì dễ mà dạy con mới khó. Dạy con thành thánh thành hiền thì người mẹ này là phải thánh hiền. Nếu không thánh hiền thì phải học được cái khuôn mẫu của thánh hiền, thì người con này mới thánh hiền, thì đất nước có hiền tài xuất hiện. Cái gì thấy quan trọng không ạ? Mà người nữ này á, bình thiên hạ, người nữ này quyền trị quốc hơn phân nữa. Vì người nữ sanh ra được người hiền. Người nam này chỉ đi kiếm tiền phụ về nuôi vợ con, phụ thôi, chiếm chưa quá nữa đâu. Người phụ nữ là chiếm quá nữa. Nhưng nếu họ để tâm vô kiếm tiền, vô chính trị, thì người phụ nữ này vượt quá phận. Quá phận là có vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề rắc rối của gia đình bạn. Giàu cho bạn ở bên ngoài, bạn trị được quốc, người ta nói, mình nói người ta nghe. Đó là cái quyền trị quốc, phước báu đời trước của bạn có. Nhưng trong gia đình quý vị đã hỏng rồi, thất bại rồi. Con cái không nghe lời cha mẹ, hư hỏng. Nói một đường làm một ngã. Trộm cắp tiền bạc cha mẹ, ăn chơi xì ke ma túy. Bữa nay xã hội là tràn ngập luôn. Vừa lập gia đình một cái, không ở chung trong gia đình, đi ra ở riêng, thuê phòng trọ, thuê nhà ở riêng xa cha mẹ. Nhưng con như con chim mà chưa đủ lông cánh đi ra ngoài, bay chạch rớt xuống, giờ hâu nó đớp mất. Làm sao? Dầu cho mình có tài hơn cha mẹ đi, nhưng đức không bằng cha mẹ. Bởi vì mình từ mẹ mình sanh ra, cho nên mình không đủ đức. Nếu mà mình là tự tại đi, mình là Bồ Tát quá thân đi, thì cái chuyện đó miễn bàn rồi. Mà mình là phàm phu, nương đức của mẹ, mình mới vào trong cái bào thai này mình ra. Nhưng mà ra xong rồi mình quên cha mẹ mình mất luôn. Đây là cái điều quý vị nên suy nghĩ. Rồi lớn lên con mình nói tiếp con mình, cháu mình nói tiếp cháu mình, con mình lớn lên nó cũng như mình vậy thôi. Là vừa có gia đình nó ra, nó ở riêng hết, mình ở che quen mình. Lỡ mà gì, ông chồng mình chết một cái là thôi, một mình nó buồn cho nên chạy về đây đông là phải rồi. Rồi trách con, nói con sao không lo cho mẹ. Nhưng mà nhìn lại mình lúc trước mình có lo cho mẹ mình không? Ê à, coi lại đi. Trách người không trách mình,
tiên trách kỹ đi, trước trách mình đi. Cái đạo lý này nó sâu lắm trong giáo dục gia đình. Ngài nói cái người đó mà vô tu hành xuất gia, gia đình họ không đàng hoàng, nhỏ không dạy nó biết nhân quả thiện ác, vô chùa nó trở thành một giặc tăng, giặc tăng tăng, người giặc trong tăng đoàn, ghê lắm. Họ ngoài đời thì họ chỉ có phạm mấy cái lỗi nhỏ nhỏ, họ vừa vừa phải phải, bởi vì họ không biết cái chuyện đó không nói. Mà khi họ biết rồi mà phạm thì người này tội gấp đôi, còn hơn giả thú. Thú nó đâu biết gì đâu. Trời, đọc vào văn sao đau đầu suy nghĩ, sao mà Ngài có một cái trí tuệ tuyệt vời, một cái sự giáo dục viên mãn trí thiện, từ nơi gia đình mà làm, từ nơi bản thân mà làm, từ nơi tâm thức này cách vật đi, thì trí tuệ, cái biết của trí tuệ nó có, gọi là trí tri. Lúc đó là gì? Người này sẽ theo cái nguồn máy, theo cái dòng nước trôi chảy chánh tâm thành ý. Họ tu thân là không sát sanh trộm cắp tà dâm, muốn làm họ cũng không dám làm, họ sợ quả báo. Rồi gì? Họ tề gia, sắp xếp gia đình đâu ra đó, họ trị quốc được. Tuy rằng họ không làm ông này bà nọ, họ dạy cái người đó có khả năng làm ông này bà nọ, có phước báu để trị quốc. Và người đó bình được thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nữa. Không biết quý vị nghe gì đó có cảm xúc không? Tuy rằng bây giờ mình hết sanh đẻ rồi, bây giờ mình lớn rồi, mình dạy cho cháu mình. Mà trước dạy cho cháu mình đừng có nói nhiều. Ngài nói nếu lấy lời nói mà nói nhiều sẽ có sự tranh cãi. Dùng thân để giáo hóa thì có hiệu quả ngay, tự thân mình làm được. Họ nhìn vào trong cái gương mình, họ thấy mình làm được rồi họ bắt chước. Còn lấy miệng bếp xếp nói suốt ngày la lối nó thì thôi thua, không giải quyết được đâu. Một tạ lý thuyết không bằng trăm gram thực hành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm Kỷ Hợi, Tịnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày tất niên cuối năm. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm, bỏ tịnh tài ra mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con liêm, con lươn, con chim này bị cắt cổ nhỏ lông, chiên xào, nấu nướng, đau đớn hoàng hoại, sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Hôm nay tất cả chư vị Phật tử bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh này đem về để phóng sanh, được nghe chánh pháp, được nghe câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị được công đức pháp thấy là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giờ đây quý vị hãy giữ mình cho thanh tịnh để nghe chư tăng khai thị. Tất cả chúng sanh sở dĩ mang thân xúc sanh là do tâm quý vị tạo nhiều nghiệp xấu ác, tham sân si, nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, không hiểu nhân quả thiện ác. Quý vị tạo ra những nhân quả xấu ác, quý vị bị làm thân xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiền tánh không, bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên, diệt tội tiêu khiên hỏa diễm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân, thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô qua tạng giới,
ca trùng vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ nguyên trường nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khuyết é ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trực quế thánh phạm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tịnh bạc nhất thiết nghiệm chứng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni nam mô đại bi mô đại bi hồi thường vận bồ tát nam mô đại bi hồi thường vận bồ tát tuyên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô án ra đắc na ra ra già già Lời yên đê tương ban ra gia bồ đề tát đọa bà gia ma ha tăng đọa bà gia ma ha ca lô ni ca gia án tát bàn ra bàn về số đắc na đạt tỏa nam mô thắng kiết lần đỏ y mông tăng phật ra lần đờ bà nam mô na ra cẩn trì hê trì ma ha bằng đa sa mê tăng bà ha tha đạo du bằng a tề dừng tăng bà thắng đa na ma bà gia ma bằng đàn đạo đát điện ta ca ra đế di ê rì ma bồ đề thắng đọa thắng bà ma ra ma ê rì đà dần câu lô yến mong đồ lô bà xà gia đế đà ra đề đệ ni thắng hoàng ra gia giá ra mà ma ra một đề lệ hê hê thắng na ra xâm phật ra xá lời phật xâm lô lô ma ra ô lô lô ê rì ta ra thắng rì tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đà già bồ đà già di đế rì già na ra cẩn trì ni na ma già ma na ta ma ha thắng đà già ta ma ha thắng đà già ta ma ha thắng đà vô nghệ thắng bàn ra già ta ma ha na ra cẩn trì ta ma ha thắng ra thắng a bồ kê già ta ma ma ha thắng đà già ta ma ha giả kiến ra thắng đà già ta ma ha ba đà ma yết thắng đà già ta ma ha Ya da ma ha ma ma lai thắng yến ra Ya da ma ha na mo hán ra đắng ra na ra Ya ya na mo a di ya ma lo yến đa thuốc bằng ra Ya da ma ha Ta ma ha an thắng điện đô mạng đa ra mạng đa Ya da ma ha an thắng điện đô mạng đa ra mạng đa Ya da ma ha này các loài chúng sanh kia nên nhớ cho khi bỏ thân xúc sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tinh sâu cùng nguyện thiết chuyên niệm Phật Di Đà chứng được ngồi bát thối đề độ tận chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu điều dạy rằng các người trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sống đọa đầy chết thường đau khổ lòng vậy sừng có đỡ được đâu vậy tên mang bao cầu thọ mọi ta cận bắt cùng hơi vung động lúc đó dù kêu khóc ai thương hùng còn vẫn vắt nấu rang xong đòi mương phần chết này ngươi cầm chắc cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn pháp bảo vệ người kịp hồi đầu quy phật xong dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh quy y phật lưỡng tốt chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dụ chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Thắng Như Lai Nam mô Diệu Sát Thân Như Lai Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới ăn lành con đây xin phát nguyện vãng sanh tiếp độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn độ sư A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Đà Phật Nam mô A Di 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 Đà Phật Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật phóng sanh công đức tu thắng hạnh vô biên
hồi hướng phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang vạn sáng nguyện tiêu tam chứng chư phiền đảo nguyện đăng chi hệ chứng minh liệu phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng ngự phẩm liên hoa vi phù mộ hoa khai kiên phật hộ vô sanh phóng thân bồ tát vi bằng lượng quyền di thử công đức những tiếng ngà đằng dự chúng sanh giai còn thành phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đời từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa chứng minh. Nam mô Hiện tòa đạo ta tràng ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca văn Phật chứng minh. Nam mô vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề đại nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh phục nguyện, nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dư cứu khổ ba đường nêu cai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an nguyện Lê Thị Giấn Hương Phạm Danh Tuệ Nhược 65 tuổi Phạm Đình Phạm Phạm Đình Tha Tham Phạm Danh Tuệ Đăng 67 tuổi Nguyễn Thị Minh Phạm Danh Liên Minh 73 tuổi Phạm Thị Hồng Phạm Danh Diệu Hồng hồi hướng cho Phật tử Lê Thị Mỹ đặng đặng chư vị Phật tử hiện diện cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, Bồ Đề tâm kiên cố, từ giác giác tha giác hành viên mạng xung đa các khánh hạ bảo bình an, thu tấm tam tai đông nghinh bách phúc một hầu đặng Di Đà thọ kỳ nguyện. Di Đà thì từ chẳng tịch quang lâm phong ánh ngọc hào quang tiếp độ tiếp độ phùng vị hương linh trần cư pháp danh thiền chánh sa di ni liên phương thế danh nguyện thì ngày hương linh nguyện thì chúc đào phạm danh hương chúc hương linh nguyện thì nghiệp pháp danh bình an hương linh lễ nguyện lê danh chân pháp danh đức trần hương linh nguyện thì ngã pháp danh liên an hương linh nguyện thì tuyệt pháp danh liên trang hương linh nguyện đình ban pháp danh thiện hành hương thọ 64 tuổi hương linh phạm văn nghè pháp danh thiện đạo hương thọ 85 tuổi hương linh tộc lộc trương pháp danh đức lộc hương dương 11 tuổi đặng đặng cho vị hương linh cổ hiền thấp tô thập nhì lội cô hô nga quỳ hà sa hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đặng đặng cho vị hương linh thai nhi văn tập về đây hưởng tài thọ thực thừa hưởng công đức phóng sanh này mà tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ nhất thành thượng đạt vạn tội băng tiêu nguyện cho chư hương linh đất độ cao siêu kỳ gia quyến hàm chim lời lạc phổ nguyện sư hướng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tín hí tăng ích phương điện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh Cực Lạc đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy y pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng là trí huệ như biển tự quy y tăng xin nguyện chúng sanh đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.